Ủa Tuấn, sao hôm nay phải đi ăn cơm tiệm vậy? Tôi đang bị bà xã giận ông ơi. Kiểu này chắc phải đi ăn cơm tiệm cả tuần luôn quá. Bà xã tôi á, được cái là giận dai lắm cơ. Ông cứ yên tâm đi, để tôi chỉ ông một cách đảm bảo hai vợ chồng ông sẽ vui vẻ nhanh lại thôi. Cái gì? Ông chỉ tôi nghe coi. Đó là nấu một món mà nàng yêu thích. Trời ơi, tôi mà biết nấu ăn á, giờ này đâu phải đi ăn cơm tiệm thế này. Mà bà xã tôi á, chỉ thích ăn mỗi món thịt vịt thôi. Món này khó nhằn lắm ông ơi. Đây đây, để tôi cho ông xem. Đảm bảo món nào nấu thành đơn giản hết. Bí quyết đó nha. Đâu. Đây nè. Kính chào tất cả quý vị khán giả, chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Cô chào Kim Thảo. Cô ơi, ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho em và quý vị khán giả món ăn nào vậy cô? Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ngon từ thịt vịt, đó là món vịt kho ngũ vị. Để thực hiện món vịt kho ngũ vị thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 500g đùi vịt gốc tư, 3 cây sả, 2 trái ớt hiểm, 1 chén nước mía, ớt bột, ngũ vị hương, hành tỏi băm, dầu hào, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Kim Thảo thấy lúc mà cô chuẩn bị miếng thịt vịt này đó, cô đã cố tình chọn một miếng thịt rất là dày thịt phải không cô? Để làm món này ngon đó thì quý vị khán giả sẽ chọn một miếng thịt mà nó có dày thịt một chút, có nghĩa là cái con vịt nó đủ lớn, chứ còn vịt non quá thì làm món này sẽ không ngon. Quý vị ơi, quý vị nhớ nhá, khi mà chọn thịt vịt thì chúng ta chọn miếng to, dày thịt đó chính là vịt đã đủ lớn, và nếu mà vịt non thì không ngon đâu ạ. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ khứa những cái đường ở trên cái phần da vịt như thế này nè. Kim Thảo và quý vị khán giả quan sát là phía bên dưới cái phần da vịt á, nó có một cái lớp mỡ như thế này, và để loại bớt cái phần mỡ trong cái con vịt ra và món ăn chúng ta sẽ ngon hơn á, thì quý vị khán giả sẽ khứa những cái đường xéo như thế này, và chúng ta sẽ dùng một cái chảo, chúng ta áp chảo cái phần thịt vịt để cho mỡ nó ra bớt, và như vậy sẽ làm cho cái miếng vịt của chúng ta đẹp và ngon hơn, và mình ăn cũng đỡ ngán hơn nữa đúng không cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là áp chảo gia vịt trước khi mà chúng ta chặt để gia vịt ra bớt mỡ, và sau đó chúng ta mới ướp gia vị để biến thịt vịt của chúng ta được ngon hơn và đẹp mắt hơn quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta đặt một cái chảo lên bếp. Chảo nóng rồi nè, vịt thì chúng ta chưa có ướp gia vị gì đâu, chúng ta chỉ cho vào thôi và chúng ta sẽ áp chảo. Rồi sau khi áp chảo bằng gia vịt rồi, ở đây nó cũng có một chút xíu mỡ nè, cô lại lật lại đúng rồi. Như vậy sau khi chúng ta đã áp chảo bằng gia vịt rồi, quý vị khán giả sẽ tắt bếp đi và chúng ta chờ cho cái miếng vịt này nguội một chút. Chúng ta sẽ chặt cái miếng vịt ra. Bây giờ cô sẽ lấy ra đĩa và cô chờ cho miếng vịt nguội để mình chặt nha. Tùy theo ý thích của từng gia đình, chúng ta có thể chặt lớn hay là nhỏ tùy thích. Gia đình của chúng ta mà thích ăn những cái miếng vịt vừa ăn nhỏ thì chúng ta chặt nhỏ một chút xíu. Sau khi đã chặt thịt vịt xong thì quý vị khán giả sẽ cho vào một cái tô lớn để chúng ta sẽ ướp gia vị. Đầu tiên là phần hành và tỏi băm này, ướp khoảng chừng một muỗng canh hành tỏi băm. Kế đó mình sẽ dùng một muỗng cà phê ớt bột, một muỗng cà phê ngũ vị hương. Đường đó thì quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng nửa muỗng canh đường. Kế đó là một muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Cuối cùng thì quý vị khán giả sẽ ướp thêm khoảng chừng 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ nữa. Chúng ta sẽ để gia vị khoảng chừng 10 đến 15 phút cho cái gia vị thật là thấm vào thịt vịt. Sả đó thì quý vị khán giả sẽ sử dụng một cây sả, đập dập sả ra. Dạ. Ớt hiểm này chúng ta cũng đập dập. Dạ. Cô ơi, trong lúc mà mình đợi thịt vịt thấm gia vị đó, cô có thể cho em hỏi một câu được không? Sẵn sàng. Nói thật với cô là mẹ em rất là ngại ăn vịt, bởi vì mẹ cứ nói là vịt nó có một cái mùi hôi mà mẹ không thích. Vịt bao giờ nó cũng có một cái mùi hơi khó chịu một chút nếu mà chúng ta không khéo sơ chế. Do đó mình sẽ dùng gừng á, mình giả thật là dập ra, rồi mình ngâm vào trong rượu và sát cái phần gừng với rượu này phía bên ngoài da cũng như phía bên trong con vịt luôn cho thật là đều, và chúng ta để một lát khoảng chừng 5 phút hoặc là 10 phút, cái gừng khử đi mất hết những cái mùi tanh hôi đó và vịt chúng ta sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua đến giai đoạn chế biến. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị một cái nồi, chúng ta kho vịt và chúng ta cho một ít dầu vào, lượng dầu chúng ta cho ít thôi. Chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi và hành băm lúc nãy phi vàng cái phần hành tỏi băm này. Và bây giờ hành tỏi đã vàng thơm rồi nè. Dạ. Cô sẽ trút hết cái phần thịt vịt vào ngay. Dạ. Và bây giờ thì cô sẽ cho thêm khoảng chừng một muỗng canh dầu hào vào. Phần sả chúng ta đập dập với lại ớt nè, cô cũng cho chung vào. Bây giờ quý vị khán giả sẽ cho một chén nước mía vào. Chúng ta đổ thêm khoảng nửa chén nước nữa để cho cái phần nước này nó ngập hết cái phần vịt. Khi mà nước đã bắt đầu hơi xanh xánh vậy nè. Dạ. Vậy là được rồi đó.
Bây giờ thì cô sẽ múc phần thịt vịt ra. Cô sẽ sử dụng một cái nồi như thế này và chúng ta sẽ dọn luôn cái nồi này ra bàn ăn để cho coi như là cái phần trình bày của mình. Dạ. Chúng ta sẽ rắc thêm một ít cái phần sả, gắp thêm một cái cọng hành và một ít ớt tỉa xoăn nữa. Cô sẽ chọn một miếng cho Kim Thảo. Và đây là phần của Kim Thảo nè. Em cảm ơn cô Dự Thảo. Thịt vịt rất là mềm, rất là ngọt luôn á cô. Mà em thấy là có một cái vị ngọt hình như là của nước mía đúng không cô? Rất là độc đáo. Và bên cạnh đó thì mùi ngũ vị hương và cả mùi sả đã làm cho thịt vịt thơm ơi là thơm, ăn rất là ngon quý vị ạ. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng với món vịt kho ngũ vị ngày hôm nay, cô Dự Thảo đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta, đã làm hài lòng tất cả quý vị. Và hy vọng rằng quý vị sẽ bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình. Và nếu quý vị chưa ghi lại những bí quyết mà ngày hôm nay cô Dự Thảo đem đến thì có thể lên trang web của chúng tôi ở địa chỉ là món ngon mỗi ngày.com để xem lại, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và nếu như quý vị có những thắc mắc hay ý kiến đóng góp về cho chương trình Món ngon mỗi ngày, xin quý vị hãy gửi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 0838237557. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.